15%. 15% là phospholipid, 15% là glycolipid. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhìn sơ về cái màng tế bào và đây là cái mô hình của màng tế bào. Đây là mô hình bào. Trên cái hình này, các anh chị thấy những cái khối to, thiệt là to ở đây. Đó những cái khối to với nhiều màu, đó chính là thành phần protein. Đó chính là thành phần protein. Rồi, bên cạnh đó các anh chị thấy có những cái chuỗi với những cái được cấu tạo bởi những cái vòng sáu cạnh. Những cái chuỗi được cấu tạo